I first came to America in 2008, at the end of 2008, and I came for a lady that I fell in love with. It was over a year and a half that we had our daughter, and everything was going okay, but then things started to slowly go downhill. Freya's mom left, and Freya was diagnosed with autism when she was 1.5, and so it was very difficult because it was just me, and I just couldn't find a job. When I realized we were going to become homeless, was obviously the worst case scenario when you get the eviction notice on your door with the sheriff sticker on it, and then it hits home. This is real. At that time, he was kind of iffy, like, he didn't like that place. He was stressed out. He didn't know what to do. He was lost. When we came to Santa Clara County, I knew nobody. I was lost. I walked into 1879 Center Road, a lost person. So when I first met Andrew, I could see that he was quite stressed and distraught about his situation. He wasn't sure what he was going to do about, how to resolve the situation. He was seeking some kind of solution, and you know, I was there to help guide him. The first time I sat down with Daniel, I was in a very dark place. I didn't know what I could apply for. I didn't know what was available. So I was told about the Bike to Work program. Because I don't drive, that was a very important thing to get me stabilized and get me mobile. Then there's the Dress for Success. So I didn't have any clothes. You want to dress, you know, above your pay grade when you're going for an interview. They make sure you've got everything that you need for interviews. The biggest thing he did was sort out the childcare, because that was a big issue. And I told him what I needed, and he just organized everything. Usually with the Calgary Child Support Program, there's a specific team. There's the Family Services Employment Counselor. There's the Family Employment Services Case Manager, and an Abode Service Coordinator. Our clients that are in the FS program, in Family Stabilization or Calgary's Housing Support Program, when they come to us, they need a lot of support services. And thankfully, working with Daniel Wong, he is an employment counselor, case management for Andrew at the time. You know, we both worked together very closely with Andrew, and every single thing that he needed, we asked him to let us know so that we can help him along the way. From him coming in as a CalWORKS participant at supervised job search to eventually landing a job permanently with the County of Santa Clara, I believe that Abode was able to help him be successful because we were able to house him. The ability to be self-sustainable is an amazing feeling. I got a full-time job with the county, and what that does for me and my daughter, it's just stability. We now have a future where I can go to the doctors. I can take my daughter to the dentist and not worry about, oh, how am I going to pay this bill? How am I going to pay that bill? You know, and you don't have to worry about anything anymore. It's just that total safety and stability in the fact that, you know, we have a life now, we have a future. Chào mừng bạn đã đến với buổi hướng dẫn dịch vụ việc làm của CalWORKS. Chúng tôi rất vui mừng vì bạn đã đến dự ngày hôm nay. Chúng tôi mong được hỗ trợ bạn và gia đình. Hy vọng bạn sẽ được một số thông tin hữu ích về dịch vụ được cung cấp cho bạn và những thay đổi tích cực mà bạn có thể thực hiện cho bản thân và gia đình mình. Buổi hướng dẫn này sẽ kéo dài khoảng 30 phút. Chúng tôi sẽ bao gồm các thông tin sau: CalWORKS và OCAT là gì? Sự tham gia của bạn, các sinh hoạt của bạn, trung tâm kết nối việc làm, dịch vụ hỗ trợ của bạn và các thông tin của những sinh hoạt khác. CalWORKS là viết tắt của cơ hội việc làm và trách nhiệm với trẻ em của tiểu bang California. CalWORKS có hai phần, phần trợ cấp tiền mặt và CalWORKS việc làm. Nếu bạn có thắc mắc về trợ cấp tiền mặt, phiếu thực phẩm CalFresh hoặc bảo hiểm sức khỏe Medi-Cal, xin liên lạc với nhân viên Bộ Xã hội. Nếu bạn không chắc ai là nhân viên Bộ Xã hội của mình, bạn có thể hỏi nhân viên phụ trách việc làm. Họ sẽ sẵn lòng cung cấp thông tin cho bạn.
Hôm nay bạn sẽ nhận thông tin về dịch vụ việc làm của CalWorks. Chúng tôi sẽ giúp bạn quyết định sinh hoạt tốt nhất để bạn lựa chọn tham gia, cũng như giúp bạn giải quyết mọi vấn đề mà bạn có thể gặp phải. Chúng tôi sẽ giúp bạn về dịch vụ giữ trẻ, phương tiện di chuyển và các dịch vụ khác để hỗ trợ bạn tham gia vào các sinh hoạt của CalWorks việc làm. Cuối buổi hướng dẫn này, hồ sơ của bạn sẽ được giao cho một nhân viên phụ trách việc làm. Khi bạn gặp nhân viên phụ trách việc làm, họ sẽ giúp bạn hoàn thành UCAT, viết tắt của công cụ thẩm định CalWorks trực tuyến. Nhân viên của Liên hiệp Y tế Health Alliance và nhân viên phụ trách việc làm của bạn sẽ giúp bạn hoàn thành công cụ thẩm định UCAT. Thẩm định này là một loạt các câu hỏi giúp bạn xác định những điều tốt đẹp mà bạn hiện có trong cuộc sống và cũng sẽ xác định những điều bạn có thể cần giúp đỡ. Mọi thông tin thảo luận trong quá trình thẩm định đều được bảo mật. Mục đích của việc thẩm định là để đảm bảo bạn có thể thành công trong chương trình CalWorks việc làm. CalWorks 2.0 là một phương pháp tập trung vào mục tiêu. Nhân viên phụ trách việc làm sẽ giúp bạn đạt được các mục tiêu của bạn. Các nguyên tắc cơ bản của CalWorks 2.0 là thành công trong cuộc sống, định hướng mục tiêu, phương pháp thực hành tốt nhất, tính linh hoạt cá nhân và phương pháp tiếp cận gia đình. Chúng ta sẽ cùng nhau xây dựng các mối quan hệ hỗ trợ, đặt ra các mục tiêu thực tế và thực hiện các nhiệm vụ dễ dàng hơn bằng cách chia nhỏ chúng thành các nhiệm vụ nhỏ để dễ quản lý. Thành công trong cuộc sống, chúng tôi sẽ giúp bạn nhận ra và nắm lấy sức mạnh bên trong của chính bạn. Thực hành tốt nhất, chương trình này sẽ cung cấp một nền tảng vững chắc để thành công và khám phá các cơ hội để thay đổi. Định hướng mục tiêu, chúng tôi sẽ hướng dẫn, khuyến khích bạn thiết lập và đạt được các mục tiêu có ý nghĩa, thực tế và phù hợp với các hướng dẫn của CalWorks. Cá nhân hóa, thừa nhận rằng mỗi gia đình có những hoàn cảnh khác nhau và sẽ có cách giải quyết khác nhau. Tính linh hoạt, hiểu rằng các mục tiêu có thể linh hoạt và được điều chỉnh hoặc sửa đổi khi nhu cầu và hoàn cảnh thay đổi. Cách tiếp cận gia đình, hướng dẫn các gia đình hướng tới thành công về kinh tế, cuộc sống, tập trung vào các mục tiêu, nhu cầu của bạn và gia đình. Chúng tôi muốn bạn hào hứng tham gia và đạt được mục tiêu của mình. Vừa rồi chúng tôi đã giới thiệu cho bạn về giá trị của CalWorks 2.0. Và bây giờ hãy xem qua lộ trình của bạn. Lộ trình của bạn còn được gọi là My Roadmap, là một biểu mẫu sẽ được giới thiệu bởi nhân viên phụ trách việc làm. Bạn sẽ hoàn thành nó với các mục tiêu mà bạn muốn đạt được trong chương trình của chúng tôi. Hãy nhớ rằng chúng tôi muốn các mục tiêu được chia nhỏ để dễ quản lý, vì chúng tôi muốn bạn thành công. Bạn có thể gặp phải sự khó khăn, nhưng chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong suốt quá trình này. Khi bạn đạt được mục tiêu của mình, chúng ta sẽ chuyển sang nhóm mục tiêu tiếp theo. Nếu bạn là người thành niên, đang nhận trợ cấp tiền mặt hàng tháng, bạn cần đến gặp chúng tôi và tham gia vào chương trình của chúng tôi để giúp bạn tạo ra một tương lai tốt đẹp hơn cho bạn và gia đình. Đôi khi, bạn có thể gặp một số vấn đề về y tế, pháp lý hoặc các vấn đề khác khiến cho bạn khó tham gia vào thời điểm này. Chúng tôi hiểu, vì vậy bạn có thể xin phép được tạm hoãn cho đến khi những vấn đề đó được giải quyết. Một lựa chọn khác là bạn có thể tình nguyện tham gia với thời gian ngắn, trong khi chúng tôi giúp bạn giải quyết những vấn đề đó. Mỗi người thành niên có giới hạn thời gian là 60 tháng, tức là 5 năm để nhận trợ cấp tiền mặt, tận dụng các sinh hoạt và những chương trình khác của CalWorks việc làm cung cấp. Nhân viên phụ trách việc làm sẽ thảo luận với bạn cách tốt nhất để tận dụng tối đa 60 tháng đó khi bạn tham gia. Buổi hướng dẫn này sẽ cho bạn biết số giờ tham dự mỗi tuần mà bạn có thể tham gia và nhận được sự giúp đỡ cũng như dịch vụ để thành công trong tương lai. Số giờ tham dự có 3 nhóm chính. Nếu gia đình chỉ có một phụ huynh và có ít nhất một đứa con dưới 6 tuổi, số giờ tham dự tối thiểu là 20 giờ mỗi tuần. Nếu gia đình có một phụ huynh và tất cả các con của bạn từ 6 tuổi trở lên, số giờ tham dự là 30 giờ mỗi tuần. Gia đình có hai phụ huynh, số giờ tham dự là 35 giờ mỗi tuần, bất kể độ tuổi của các con, nhưng cả hai phụ huynh đều có thể chia sẻ số giờ tham dự. Nếu bạn có thể và muốn tham gia nhiều giờ hơn để có thể nhận được nhiều dịch vụ và lợi ích hơn nữa, chỉ cần hỏi nhân viên phụ trách việc làm, chúng tôi sẽ cố gắng thực hiện điều đó cho bạn. Đôi lúc, chúng tôi có những khách hàng không tham gia theo số giờ quy định.
hoặc họ ngưng tham gia các sinh hoạt mà họ đã đồng ý. Khi điều này xảy ra, nếu bạn là người tham gia bắt buộc, bạn sẽ bị xử phạt tài chính. Điều này có nghĩa là bạn sẽ nhận ít tiền hơn mỗi tháng. Và nếu bạn để tình trạng này kéo dài hơn 90 ngày, bạn cần chỉ định một người khác để chịu trách nhiệm về số tiền còn lại mà bạn vẫn được nhận. Điều này có nghĩa là bạn sẽ không nhận được bất kỳ khoản tiền nào cho bản thân hoặc gia đình của bạn. Và người mà bạn chỉ định sẽ chịu trách nhiệm thanh toán tiền thuê nhà, tiền điện thoại di động và các hóa đơn khác của bạn. Tốt nhất là tránh toàn bộ quá trình này bằng cách đảm bảo rằng bạn tham gia đúng giờ những sinh hoạt mà bạn đã đồng ý tham gia. Hãy liên lạc ngay với nhân viên phụ trách việc làm nếu có sự thay đổi để tránh bị xử phạt tài chính. Chúng tôi sẽ giúp bạn và hỗ trợ bạn vượt qua những thời điểm khó khăn nếu cần. Hãy nhớ bạn luôn có sự lựa chọn để sửa đổi bị xử phạt tài chính. Bạn có thể bắt đầu bằng cách liên lạc với văn phòng CalWorks Việc Làm bất cứ lúc nào. Tùy thuộc vào thời gian bạn bị xử phạt tài chính, có thể bạn cần tham gia một buổi hướng dẫn khác và gặp nhân viên phụ trách việc làm của mình. Sau đó bạn sẽ ký một thỏa thuận khác để kết thúc sinh hoạt mà bạn đã ngưng tham gia. Hoặc trong một số trường hợp, bạn có thể tham gia một sinh hoạt khác. Bạn sẽ cần tham gia thành công sinh hoạt của mình trong 30 ngày trước khi xử phạt tài chính của bạn được xóa bỏ. Vì vậy, hãy cố gắng tránh điều này xảy ra bằng cách đảm bảo trao đổi với nhân viên phụ trách việc làm của bạn về bất kỳ vấn đề nào bạn đang gặp phải khi tham gia các sinh hoạt của mình. Hãy nhớ rằng, chúng tôi sẽ giúp bạn và muốn bạn thành công. Khi bạn tham gia chương trình CalWorks Việc Làm, bạn có thể tham gia vào những sinh hoạt sau đây. Bạn có thể tham gia một hoặc nhiều sinh hoạt khác nhau, tùy thuộc vào số giờ quy định và các sinh hoạt bạn chọn. Việc làm. Nếu bạn đã đi làm, số giờ làm việc có thể được tính vào số giờ tham gia hàng tuần của bạn. Nếu bạn muốn tìm một công việc tốt hơn, hãy cho chúng tôi biết, chúng tôi sẽ sẵn sàng giúp bạn. Tìm kiếm việc làm. Hãy đến trung tâm kết nối việc làm để nhân viên phụ trách việc làm hướng dẫn bạn cách tìm và giữ công việc. Vừa học vừa làm, được trả lương trong khi bạn đi học và học một số kỹ năng để giúp bạn có việc làm. Tiếng Anh như ngôn ngữ thứ hai, ESL. Cải thiện kỹ năng tiếng Anh của bạn để giúp bạn có một công việc tốt hơn. Phục vụ cộng đồng. Có được một số kỹ năng làm việc trong một thời gian ngắn sẽ giúp bạn có một số kinh nghiệm làm việc hiện tại để giúp bạn kiếm việc làm. Giáo dục và đào tạo nghề. Học một kỹ năng giúp bạn trở nên dễ được tuyển dụng hơn. Dịch vụ sức khỏe tâm thần hoặc dịch vụ giúp cai nghiện. Đôi khi chúng ta cần gặp gỡ một người để giải quyết một số vấn đề riêng tư. Đây là cơ hội của bạn. Giáo dục cơ bản dành cho người lớn, cải thiện các kỹ năng toán và đọc chữ cũng có thể giúp bạn đảm bảo công việc. Bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng tốt nghiệp tương đương GED. Nếu chưa tốt nghiệp trung học, đây có thể là cơ hội của bạn để hoàn thành. Việc làm được trợ cấp và kinh nghiệm làm việc, được trả tiền tại nơi làm việc để có được những kỹ năng đòi hỏi của công việc đó. Nếu bạn hiện đang đi học hoặc đã được giới thiệu đến trường đại học cộng đồng, chúng tôi có nhân viên CalWorks trên khắp quận hạt Santa Clara để giúp bạn đạt được các mục tiêu học tập và số giờ tham gia. Sau đây là một chút thông tin về các trường đại học cộng đồng. Thank you for attending today's orientation. My name is Sabrina and I'm a CalWorks liaison at a community college in Santa Clara County. I would like to share with you the cost and benefits of getting a college degree. The benefits are that you can work towards a person that you always wanted to be, and you can work towards a career that you always wanted. You plus a degree equals a more valuable you, which translates into higher income. What has CalWorks done for you? CalWorks has opened doors. I had spent around 4 or 5 semesters without financial aid and struggling to pay for everything myself, getting loans from family members and just to pay for my books. So after having CalWorks is wonderful. I have everything I need and my books are paid for, my transportation is taken care of, and
You know, I don't have to worry about that kind of stuff anymore. Earlier today, I lost all my textbooks. I was having a terrible day. I don't have childcare. All this stuff happened just this morning. And then there they are. Within 30 minutes, I'm out the door with the textbook voucher. They're replacing all my textbooks. They looked up childcare information for me. They have, what did they do? I don't know, but my life's back together. Sorry. Through education, I was gonna get a better job. So that's why one of the reasons I wanted to come back to school was because I had been through a lot of different oddball jobs during my life and a lot of failure. But during the CalWorks experience, it totally changed my whole life. After reviewing the information, if you have any questions, please contact your worker. Again, thank you for attending today's orientation. Có hiệu lực từ ngày 1 tháng 1 năm 2021, dự luật Thượng viện 1232, còn được gọi là SB 1232, cung cấp tính linh hoạt của chương trình CalWorks Việc Làm cho những người đã đăng ký hoặc dự định đăng ký làm việc toàn thời gian hoặc bán thời gian tại một cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ công hoặc phi lợi nhuận, chẳng hạn như giáo dục người lớn, đại học cộng đồng, trường kỹ thuật, cao đẳng và đại học 4 năm. Các điều khoản của SB 1232 cũng áp dụng cho các trường học trực tuyến, đáp ứng định nghĩa về cơ sở giáo dục đại học sau trung học được tài trợ công khai, ngay cả những trường đại học ngoài tiểu bang. Bạn phải đạt được tiến bộ khả quan để nhận được sự hỗ trợ cho sách vở và đồ dùng học tập cho mỗi mùa học. SB 1232 cũng cung cấp và linh hoạt bổ sung để hỗ trợ bạn trong lộ trình học vấn của mình. Xin đọc báo ngay cho nhân viên phụ trách việc làm nếu bạn đăng ký vào một cơ sở giáo dục sau trung học được tài trợ công nếu bạn có thắc mắc. Ngoài ra, khắp quận hạt Santa Clara còn có một số trung tâm giáo dục người lớn. Chương trình CalWorks Việc Làm cung cấp cho bạn cơ hội trở lại trường học để lấy GED hoặc bằng tốt nghiệp trung học, cải thiện các kỹ năng giáo dục cơ bản của bạn, hoặc tham dự các lớp học tiếng Anh, ESL, nói chuyện với nhân viên phụ trách việc làm của bạn để biết thêm thông tin. Trang web kết nối việc làm tại easystaffing.com cung cấp danh sách việc làm, sự kiện tuyển dụng, các biểu mẫu thường được sử dụng cho CalWorks, câu chuyện thành công và hội thảo có sẵn. Sau đây là một số dịch vụ của chương trình. Danh sách việc làm. Trung tâm kết nối việc làm có hàng trăm công việc được cập nhật hàng ngày. Hãy đến khám phá việc làm hôm nay. Sự kiện tuyển dụng. Trung tâm kết nối việc làm tổ chức các sự kiện tuyển dụng hàng tháng để kết nối trực tiếp người tìm việc với các nhà quản lý tuyển dụng. Tham gia với chúng tôi để nghe về cơ hội việc làm, cơ hội nghề nghiệp, diễn đàn câu hỏi và những câu trả lời của các nhà quản lý, cũng như hội chợ việc làm của nhiều nhà tuyển dụng. Hội thảo, một loạt các hội thảo được tổ chức để phát triển, nâng cao kỹ năng tìm việc và duy trì việc làm. Các buổi hội thảo được tổ chức bởi nhân viên phụ trách việc làm có kinh nghiệm và cho người tìm việc cơ hội nhận được hướng dẫn và xây dựng các kỹ năng tìm việc làm. Câu chuyện thành công, bạn sẽ thấy những khách hàng giống như bạn và những câu chuyện khác nhau về thành công. Tại CalWorks Việc Làm, bạn là người xác định thành công của chính mình bằng cách nhận được bằng tốt nghiệp trung học hoặc bằng cấp tương đương GED, tốt nghiệp đại học, hoàn thành chứng chỉ, tìm được việc làm, hoặc hoàn thành khóa thực tập. Bạn sẽ hoàn thành những mục tiêu này với sự hỗ trợ của nhân viên phụ trách việc làm. Họ cũng là người hướng dẫn, liên kết bạn với các nguồn lực và cung cấp các dịch vụ hỗ trợ. Hãy đến ngay hôm nay và bạn có thể là câu chuyện thành công của ngày mai. Chúng tôi muốn bạn thành công trong chương trình CalWorks Việc Làm. Và điều quan trọng là bạn có thể tham gia các sinh hoạt CalWorks của mình. Chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ di chuyển cho bạn và con của bạn thông qua thẻ xe buýt hàng tháng hoặc hoàn trả số dặm nếu cần. Nhân viên phụ trách việc làm sẽ xem xét dịch vụ này với bạn sau buổi hướng dẫn. Một dịch vụ quan trọng khác để giúp bạn thành công khi tham gia là dịch vụ giữ trẻ. Chúng tôi hiểu rằng bạn sẽ muốn có một nơi giữ trẻ đáng tin cậy.
khi bạn tham gia vào các sinh hoạt của CalWORKS Việt Nam. Trong chương trình này, bạn có thể tự chọn nơi giữ trẻ. Bạn được chọn nơi giữ trẻ có giấy phép, có thể là trung tâm giữ trẻ ban ngày dành cho gia đình, trung tâm giữ trẻ, hoặc trường mầm non. Nếu bạn cần trợ giúp tìm nơi giữ trẻ có giấy phép, nhân viên phụ trách việc làm sẽ giới thiệu bạn đến một đại diện và người này sẽ cung cấp cho bạn các nơi giữ trẻ để bạn lựa chọn. Đối với dịch vụ giữ trẻ, bạn cũng có thể chọn người giữ trẻ không giấy phép, có thể là bất kỳ người lớn nào trên 18 tuổi. Người bạn chọn sẽ cần phải hoàn thành việc kiểm tra lý lịch và dấu vân tay, còn được gọi là trust line. Nếu người giữ trẻ không giấy phép là ông bà hoặc cô chú của con bạn, quy trình kiểm tra lý lịch và dấu vân tay sẽ không bắt buộc. Dịch vụ giữ trẻ dành cho trẻ em từ 12 tuổi trở xuống. Một lợi ích lớn khác khi tham gia các dịch vụ CalWORKS Việt Nam là chúng tôi có thể giúp bạn những điều bạn cần để tìm việc làm và đi học. Ví dụ, nếu bạn cần một số quần áo cho một cuộc phỏng vấn, nhân viên phụ trách việc làm có thể giới thiệu bạn đến nơi mà bạn sẽ nhận được áo quần miễn phí để đi phỏng vấn và tìm việc, còn được gọi là chương trình Dress for Success. Người đại diện đó sẽ làm việc với bạn để chuẩn bị một bộ trang phục cho các cuộc phỏng vấn của bạn. Ngoài ra, nếu có bất cứ điều gì cần thiết cho công việc của bạn và không được chủ nhân chi trả, xin liên lạc với chúng tôi để được sự hỗ trợ. Nếu có những điều bạn cần cho trường học sẽ giúp bạn thành công hơn, ngoại trừ học phí, xin liên lạc để chúng tôi giúp bạn điều đó. Chương trình hỗ trợ nhà ở ổn định là một dịch vụ khác mà chúng tôi có thể giúp bạn. Sau đây là những dịch vụ của chương trình hỗ trợ nhà ở ổn định: hỗ trợ tiền đặt cọc nhà, hỗ trợ tiền thuê nhà quá hạn và giúp tìm chỗ ở mới. Một số yêu cầu của chương trình hỗ trợ nhà ở ổn định: bạn cần tích cực tham gia chương trình CalWORKS Việc Làm, nhận hỗ trợ tiền mặt và tham gia các sinh hoạt của CalWORKS Việc Làm. Bạn phải là người vô gia cư, đang trong quá trình bị trục xuất, hoặc chậm trả tiền thuê nhà. Nếu bạn cảm thấy cần sự giúp đỡ của chương trình này, xin liên lạc với nhân viên phụ trách việc làm và họ sẽ cung cấp thông tin cho bạn. Một dịch vụ quan trọng khác mà chúng tôi có thể cung cấp cho bạn là các đối tác của chúng tôi với nhóm Liên hiệp Y tế Health Alliance có đội ngũ nhân viên ở khắp quận hạt Santa Clara, có thể cung cấp cho bạn và gia đình một nhân viên để nói chuyện nếu bạn có cảm giác lo lắng, căng thẳng, giận dữ, thất vọng, tuyệt vọng hoặc đối phó với các loại lạm dụng khác nhau, bao gồm cả bạo lực gia đình. Liên hiệp Y tế cung cấp các buổi tư vấn trực tiếp, gia đình và nhóm. Họ cũng có thể giúp bạn can thiệp vào khủng hoảng nếu bạn đang đối mặt với một vấn đề nghiêm trọng, và họ cũng có thể cung cấp các dịch vụ quản lý liên tục nếu cần. Liên hiệp Y tế sẵn sàng giúp bạn giải quyết các vấn đề mà bạn có thể đang gặp phải trong nhiều lĩnh vực khác nhau, bao gồm thất nghiệp hoặc căng thẳng trong công việc, căng thẳng tài chính, các vấn đề của phụ huynh đối với con cái, bao gồm hành vi hoặc cách chúng đang học ở trường, các vấn đề về mối quan hệ, nghiện hoặc lạm dụng chất gây nghiện cho chính bạn hoặc các thành viên khác trong gia đình, trầm cảm và lo lắng. Đây là tất cả những lĩnh vực có thể ảnh hưởng đến cuộc sống của chúng ta và gây khó khăn cho việc thành công ở trường học hoặc nơi làm việc, cũng như trong cuộc sống hàng ngày của chúng ta. Để được rõ ràng hơn, các dịch vụ của Liên hiệp Y tế được bảo mật và không ai có thể nói chuyện với bất kỳ ai nếu không có sự cho phép bằng văn bản của bạn. Tất cả các dịch vụ đều miễn phí và sự tham gia của bạn là tự nguyện. Nhóm Liên hiệp Y tế nằm trong 4 tổ chức khác nhau và các dịch vụ có nhiều ngôn ngữ. Chúng tôi muốn bạn có tất cả các dịch vụ bạn cần để thành công trong các trường hợp. Thời gian bạn dành để nhận hỗ trợ từ nhóm Liên hiệp Y tế sẽ được tính vào số giờ tham gia và số giờ hàng tuần của bạn. Vì vậy, hãy nói chuyện với nhân viên phụ trách việc làm hoặc yêu cầu nói chuyện với nhân viên của Liên hiệp Y tế nếu bạn cần thêm chi tiết. Trong khi bạn đang tham gia chương trình CalWORKS Việc Làm, bạn có một số quyền lợi và trách nhiệm. Nhân viên phụ trách việc làm sẽ xem xét giấy tờ với bạn. Nhưng ngay bây giờ, hãy xem lại một số quyền lợi quan trọng của bạn. Bạn có quyền được giới thiệu đến những nơi cung cấp dịch vụ tư vấn cá nhân.
sức khỏe tâm thần, lạm dụng dược chất hoặc lạm dụng gia đình. Tất cả những dịch vụ này đều là miễn phí nếu bạn cần để tham gia. Đây là những dịch vụ được cung cấp cho bạn bởi các chuyên gia muốn hỗ trợ bạn. Nếu bạn cảm thấy mình không cần bất kỳ dịch vụ nào trong lúc này, xin lưu ý rằng chúng tôi luôn có những dịch vụ này để giúp bạn khi bạn cần. Bạn có quyền được nhận sự hỗ trợ và hướng dẫn để giúp cải thiện cơ hội tìm việc của bạn. Nhân viên phụ trách việc làm luôn hỗ trợ bạn và muốn được hợp tác để giúp bạn tìm được việc. Bạn có quyền nhận các chi phí liên quan đến công việc, đào tạo hoặc tham dự bất kỳ cuộc hẹn và những sinh hoạt của CalWorks việc làm nếu bạn cần để tham gia. Bạn xứng đáng có những gì bạn cần để tham gia. Vừa rồi, chúng ta đã điểm qua một số quyền lợi mà bạn có. Bây giờ, hãy xem lại một số trách nhiệm quan trọng mà bạn cần phải hoàn thành. Bạn sẽ chịu trách nhiệm ký bản thỏa thuận sinh hoạt của mình, kế hoạch chuyển phúc lợi sang làm việc của bạn, xác định sinh hoạt hiện tại mà bạn sẽ tham gia. Bạn sẽ có trách nhiệm cung cấp bằng chứng tham dự và tiến bộ khả quan trong sinh hoạt được giao hàng tháng. Điều quan trọng là ghi lại số giờ tham dự các sinh hoạt của mình trên biểu mẫu mỗi ngày trong tháng để bạn có thể nhận được tín dụng cho sự tham gia. Bạn sẽ có trách nhiệm thông báo cho nhân viên phụ trách việc làm mọi thay đổi về nhu cầu đối với các dịch vụ hỗ trợ để giúp bạn thành công. Luôn luôn thông báo cho nhân viên phụ trách việc làm của bạn về nhu cầu và bất kỳ vấn đề nào cản trở sự tham gia của bạn. Thành công của bạn cũng là thành công của chúng tôi. Mẫu phúc lợi về quyền lợi và trách nhiệm làm việc bao gồm những điều này và các quyền lợi và trách nhiệm bổ sung sẽ được nhân viên phụ trách việc làm xem xét chữ ký của bạn cùng với bạn. Vừa rồi, chúng ta đã xem qua các quyền lợi và trách nhiệm của bạn. Và đây là những lời hứa của chúng tôi. Chúng tôi sẽ hỗ trợ bạn trong việc hướng tới mục tiêu của bạn, cung cấp tài liệu và công cụ để vượt qua trở ngại, linh hoạt và có một giao tiếp cởi mở bằng tin nhắn, điện thoại và thư điện tử. Và đây là phần kết thúc của buổi hướng dẫn dịch vụ CalWorks việc làm. Chúng tôi cảm ơn rất nhiều sự hiện diện của bạn. Hy vọng bạn hiểu rõ hơn về chương trình CalWorks việc làm và bạn sẽ cho biết những sinh hoạt và dịch vụ mà chúng tôi có thể giúp bạn. Bây giờ, một trong những nhân viên phụ trách việc làm của chúng tôi sẽ cho bạn biết các bước tiếp theo trong ngày hôm nay liên quan đến việc thẩm định OCAT và nhân viên nào sẽ phụ trách hồ sơ việc làm của bạn.